Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một cái nghệ thuật ở đời mà không ai không biết đó là nghệ thuật giới thiệu. Giới thiệu tức là người trung gian để cho hai người biết nhau. Cái mục đích của giới thiệu là để hai người biết nhau. Cho nên muốn giới thiệu về một người nào thì phải biết rõ về người đó. Mà muốn biết rõ về người đó thì tùy cái mối liên hệ của mình với người đó. Cho nên nếu không biết rõ về một nhân vật nào mà lại đi giới thiệu thì có thể giới thiệu sai. Mà điều giới thiệu sai là điều sỉ nhục cho cái người được giới thiệu, và là điều lường gạt cho cái người nghe lời giới thiệu. Thưa, trong Tin Mừng có ba lời giới thiệu. Lời giới thiệu thứ nhất, Thiên Chúa giới thiệu Chúa Giêsu khi Ngài chịu phép rửa. Tôi nói, rõ ràng có tiếng nói, đây là con ta. Giới thiệu. Rồi Chúa Giêsu giới thiệu Chúa Cha cho chúng ta biết. Ngài nói, không ai biết Cha trừ ra tôi, cho nên tôi nói cho anh em biết. Và hôm nay thì chúng ta nghe ông Gioan giới thiệu về Chúa Kitô. Vậy, tôi có câu hỏi vui vui thế này. Chúa Kitô với Chúa Giêsu khác nhau làm sao? Còn một người. Như vậy, cái nào là tên riêng của Ngài? Và cái kia là cái gì? Có chừng mình sống đạo nhiều năm mà mình cũng chưa phân biệt chữ Giêsu là tên riêng. Giống như John Howard, tên riêng. Giống như Donald Trump, tên riêng. Vậy thì chữ Kitô là cái gì? Và thường nghe Giêsu Kitô, Jesus Christ. Cách phát âm, mình phát âm theo tiếng Latin, chữ Christus, Christo, mình không đọc chữ S được, thì ngày xưa đã phiên âm thành Kitô. Vậy cái chữ Kitô đó hay Christ là cái gì? Dạ thưa, trả lời rất rõ, đó là cái tước vị mà tiếng Anh gọi là cái title. Tôi lấy ví dụ, đọc một cái tên thì luôn luôn kèm cái tước vị. Ví dụ nói Donald Trump, tên riêng, thì nói The President of the United States, cái tước vị của ông. Hay là nói ông John Howard, ngày đó xưa rồi, mấy mười mấy năm trước, thì là Prime Minister of Australia, vân vân. Cho nên hôm nay ông John giới thiệu về Kitô, có nghĩa là cái đấng, tiếng Hy Lạp có nghĩa là đấng được sức dầu, hay đấng được tuyển chọn. Một khi sức dầu người nào trong cái thế giới thời đó ở Trung Đông là tuyển lựa người đó. Mà tuyển lựa là để làm cái gì đó, có một phận sự, cho nên mới gọi là đấng thiên sai hay Messiah. Đó là ông Gioan giới thiệu cho tôi đi ra đề. Ai cũng biết nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng thế giới Paganini. Ai cũng biết rất nhiều dĩa nhạc của ông. Ông đã giỏi từ nhỏ. Ông có hai sự kiện liên quan tới cái đàn Stradivarius, cái đàn nổi tiếng rất đắt tiền của ông. Một đêm kia ông được mời đến một cái hí viện rất nổi tiếng, và ông đã chuẩn bị, bởi vì bài nhạc, âm nhạc là máu, là xương, là thịt của ông, là con tim của ông, cho nên bảo ông dợt nữa thì ông chẳng cần. Ông say mê âm nhạc là mạng sống của ông. Ông ngồi đợi thì cái người MC giới thiệu bây giờ đến tiết mục biểu diễn của nhạc sĩ nổi danh Paganini. Cả một cái hội trường của hí viện đó ai cũng vỗ tay, vì đặc biệt cái cử tọa này là người Pháp, rất say mê tiếng đàn của ông. Nghĩa là ánh đèn chiếu cái ông bước ra, ông cầm cái đàn trên tay, bên này là cái cung, cái archer, cái kéo.
ông chào khán giả thì người ta vỗ tay liên tục. Rồi khi ông đưa cái đàn lên để chuẩn bị đánh thì người ta thấy ông khựng lại. Ông nhìn đi nhìn lại, ông lật cái đàn, rất là có vấn đề. Rồi ông xin lỗi quý vị, vì lý do kỹ thuật tôi cầm nhầm một cái đàn khác chứ không phải của tôi. Xin quý vị kiên nhẫn cho tôi vào lấy cái đàn tôi ra. Dạ thưa, ông ta vào, không đầy một phút, ông ta trở ra và nói thưa quý vị, cái thùng đàn là cái thùng của tôi và không có cái thùng đàn nào khác ở hậu sân khấu. Nhưng trong đó chỉ có cái đàn này, như vậy là đã có người cầm nhầm cái đàn của tôi rồi. Ai cũng thấy buồn tiếc, có lẽ sẽ mất đi cái hứng thú để nghe những dòng nhạc chảy ra từ cái đàn Stradivarius của ông. Nhưng không, ông ngẫm nghĩ và ông cười, ông đặt cái đàn, lấy cái cầm ghềm vào và ông bắt đầu chơi. Thưa quý vị, cái đàn đối với tôi chỉ là một khí cụ. Tôi giới thiệu âm nhạc với quý vị với tất cả tình thương, thì khí cụ chỉ là một dụng cụ tôi dùng, thì dụng cụ nào cũng được, miễn tôi có tình thương với cái nghệ thuật mà tôi giới thiệu. Nói xong là ông sai sư ông ấy chơi với một cái đàn rất tầm thường, có thể là rẻ tiền nữa, nhưng khán giả đã say mê bất tận. Cho đến lúc ông ấy chơi xong mấy bài thật là dài, họ cùng đứng dậy hoan nghênh. Paganini xin lỗi lần nữa và nói với họ, tinh thần của âm nhạc không nằm ở trong cây đàn, mà nó ở trong trái tim của người nghệ sĩ. Tôi yêu âm nhạc, cho nên hôm nay bất đắc dĩ tôi không được dùng cây đàn quý báu của tôi, nhưng tôi tin rằng quý vị vẫn nếm được vẻ đẹp của nghệ thuật âm nhạc. Ông ấy giới thiệu tuyệt vời. Mà cũng có rất nhiều người có thể, có cái thằng nào ăn cắp đã lấy cái đàn của ông thì có thể về cũng chưa chắc cái đàn rất tốt mà đánh được cho ra hồn. Cái lúc mà tôi mới tập thổi kèn ở trong nhà dòng bảo tôi xuống như vườn tập thổi, thì tôi xuống như vườn ở Nha Trang có cái vườn nhìn xuống sóng bóng, bây giờ cái đường nó đi hòn trọng. Tôi không ngờ là tôi ở đằng sau cái chuồng gà. Tôi thổi thế nào mà cái ông thầy nuôi gà có 500 con gà, ông báo cáo lên bề trên là tuần này gà nó không đẻ nữa. Cái tiếng kèn nó kêu, ông biết thảm thiết thế nào, hay là nó ai oán như đám ma thế nào đó, mà rồi gà không đẻ. Thế là tôi được bề trên triệu lên, đưa xuống tận bãi biển để tập ở dưới biển. Tôi cũng tập vậy, cũng là vui vẻ như thường. Nhưng mà suốt đời mình chỉ là người thổi kèn, chứ làm sao trở thành nghệ sĩ. Mình không có một trái tim, mà âm nhạc là dòng máu bên trong, thì làm sao mình cũng chỉ thổi những nốt nhạc, chứ không tạo thành tác phẩm. Đây, trở lại vấn đề. Giới thiệu về Thiên Chúa rất khó. Sự hiểu biết về Thiên Chúa của chúng ta rất giới hạn. Cho nên, nếu không biết, đừng giới thiệu. Bởi vì giới thiệu sai, tội nghiệp cho Thiên Chúa, Ngài không đính chính được. Ví dụ, mình vẽ cho một người nói, Thiên Chúa, mày không làm cái điều đó, Chúa sẽ phạt mày, xuống quả ngục cả cái giường lẫn cái chiếu đi theo luôn. Là mình giới thiệu sai. Thiên Chúa không có ác nữa. Tại sao lại giới thiệu một Thiên Chúa không phải là tình yêu, trong khi Thánh Gioan nói Thiên Chúa là tình yêu? Tôi biết ai cũng sợ người khác giới thiệu sai về mình, mà giới thiệu sai là xúc phạm.
đối với người được giới thiệu và là lường gạt đối với kẻ nghe lời giới thiệu. Cho nên mình là người bất toàn, không biết nhiều về Thiên Chúa, làm sao giới thiệu? Mà muốn biết về Thiên Chúa, hãy đến gần Ngài. Hãy đến gần, hãy tâm sự, hãy nói chuyện. Cho nên từ đó tôi suy ra lời giới thiệu trung thực nhất về Thiên Chúa, đặc biệt là về Chúa Giêsu Kitô, thì phải là cái lời ca ngợi về một Thiên Chúa của tình thương vô biên. Hết, không cần giới thiệu gì khác. Không cần giới thiệu những phép lạ Chúa làm, không cần giới thiệu sự uy quyền của Ngài, ai cũng nhận ra. Mà để nói về tình thương thì phải có kinh nghiệm về tình thương mới nói được. Đó, cái đó mới là cái khốn khổ cho chúng tôi. Dạy lớp giáo lý hôn nhân, ai dạy? Các linh mục. Có ma nào có vợ đâu, biết chó gì dạy. Toàn nói lý thuyết, nghe nó đau khổ. Để có kinh nghiệm về tình thương đối với Chúa, phải biết Chúa, phải đến với Ngài. Đó là con đường ai cũng phải đi. Đến với Ngài không nên sợ hãi. Và như cái bài hát mà tôi rất thích trong các cộng đồng người Úc, lâu lâu nghe các em nó hát: Come as you are. Hãy đến. Con là gì, cứ đến. Nó rất dễ thương. Không cần phải sửa đổi trang điểm rồi mới đến. Có bao giờ nghe cái bài hát đó sửa lại thật? Come as I want you to be. No. Come as you are. You are sinful. Come. You are selfish. Come. You are sinner. Come. Đó. Còn gì đẹp bằng. Đó là lời giới thiệu về một Thiên Chúa yêu thương. Cho nên tôi lặp lại, sự giới thiệu trung thực nhất về một Thiên Chúa phải là lời ca ngợi về một Chúa của tình thương. Từ đó, đời sống thiêng liêng bắt đầu khi nào chúng ta tin rằng cá nhân mình, đừng nói chung chung, được Chúa yêu thương. Bao lâu quý ông bà, anh chị em tin rằng tôi, mỗi người chỉ vào ngực mình và nói tôi được Chúa yêu thương. Dù tôi bất xứng, lúc đó quý vị bắt đầu có mối liên hệ mà chúng ta gọi là đời sống thiêng liêng. Tôi mượn lời nguyện kết thúc của cha trọng tước: Lạy Chúa, xin cho con cảm nghiệm được lòng Chúa giàu xót thương, tình yêu Chúa bao la, để con có thể giới thiệu với người khác về một người cha đầy lòng thương xót như vậy. Xin cho con làm chứng nhân để nói lên tình thương ấy bằng thái độ, bằng cử chỉ, lời nói, việc làm và nụ cười của con nữa. Con biết Chúa Cha là người rất ít nói, không nghe Chúa Cha nói câu gì. Lời giới thiệu của Chúa Cha quá ngắn. Điều đó nhắn nhủ cho mỗi người chúng con biết, để giới thiệu về Chúa Cha chưa chắc phải cần nói nhiều. Nói nhiều có thể nói sai. Nói nhiều chưa chắc đã là nói hay. Nói hay mà không nói đúng, coi chừng lại là xúc phạm. Cho nên khuôn mặt đúng nhất của một Thiên Chúa, đó là khuôn mặt của một người cha nhân từ, hằng thương xót, yêu chuộng các con cái của mình.